Xin chào anh em đã quay trở lại với channel Công Nghệ Số. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đem đến và giới thiệu cho anh em một cái thiết bị, đó là bộ phát Wi-Fi 4G của thương hiệu Huawei. Đây là dòng Huawei có mã là 5573CS. Đây là một cái bộ phát Wi-Fi 4G, nó hỗ trợ cả mạng 3G nữa. Đây, ở phần email các bạn có thể thấy là cái model của nó là E5573CS có mã là 322 và màu sắc là màu trắng. Đây là cái quy cách đóng gói của sản phẩm. Phía sau thì nó có một vài thông tin về cái thiết bị. Đó, nó hỗ trợ cái chuẩn LTE Cat 4 tại thị trường Việt Nam và cái tốc độ đạt được là 150m/giây. Cái thiết bị này hỗ trợ cùng lúc, nó tải cùng một lúc lên tới 16 cái device 16U. Rồi ngoài ra, trên thiết bị nó được trang bị một viên pin là 1500mAh. Với cái dung lượng pin này thì chúng ta có thể sử dụng liên tục được khoảng từ 5 tới 6 giờ cho một lần sạc. Đó, sử dụng cái chuẩn Wi-Fi là 2.4 GHz. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành mở hộp xem bên trong cái thiết bị nó sẽ bao gồm những cái phụ kiện gì. Đầu tiên là một cái cáp micro USB, cái cáp sạc của thiết bị. Đây là thiết bị Wi-Fi 5573CS của chúng ta đây. Ở trong thì nó sẽ có một cuốn sách giới thiệu. Chà, có tiếng Việt luôn à. Rồi, ok. Một viên pin có logo của Huawei. Có dung lượng pin bao nhiêu? Có đúng là 1500 không? Chưa tìm thấy cái thông tin cái dung lượng trên cái viên pin này. Rồi, ok, đây là cuốn sách hướng dẫn và nó hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất là dễ sử dụng ha. Đó, các bạn có thể thấy là một vài cái thông tin chi tiết nó rất là hữu ích. Chúng ta có thể đọc qua cái cuốn sách này là đã sử dụng cái thiết bị nó rất là thành thạo, nó viết rất là kỹ, hướng dẫn rất là kỹ trên cuốn sách này. Bằng tiếng Việt hoàn toàn luôn. Ngoài ra thì nó có tích hợp sử dụng được cái công nghệ Huawei trên cái thiết bị này, cái công nghệ mới nhất của Huawei này. Công nghệ này thì các bạn chỉ cần tải một cái app trên cửa hàng Safe Play và App Store đó là có thể control cái thiết bị này được rồi. Cái ứng dụng này thì mình đã nói quá nhiều trên rất nhiều cái thiết bị rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi một chút vào cái thiết kế của cái dòng Huawei 5573CS. Về tổng thể thiết kế thì cái dòng 5573CS nó cho mình một cái cảm giác rất là nhỏ gọn, như một viên pin sạc dự phòng có thể mang theo trong người, bỏ trong túi quần này kia, nó rất là nhỏ và vừa vặn. Đây, ở cái sườn máy thì phía dưới nó cho chúng ta một cái cáp micro USB dùng để sạc cho thiết bị. Đó, không, ngoài ra các cạnh sườn khác thì không thấy một cái phím chức năng nào hết. Tất cả các phím chức năng còn lại nó đều tập trung vào cái phía trước này. Ở phía trước nó có một cái logo Huawei và chúng ta sẽ khởi động cái nút thiết bị này lên bằng cách giữ nguyên cái phím này lên. Rồi, tín hiệu dung lượng pin và tín hiệu Wi-Fi gì đó. Ở phía sau thì nó cũng có một cái logo của Huawei này. Bây giờ mình sẽ lắp cái viên pin vào này vào luôn nhé. Khởi động nó lên. Có một cái gờ ngay ở đây và để giúp chúng ta có thể tháo cái nắp sau này ra nhanh chóng, pin vào. Ở phía sau thân máy thì các bạn có thể thấy là nó có viết rất là nhiều cái thông tin về cái username, cái password. Đó, những cái địa chỉ IP này kia chúng ta có thể truy cập vào và để đổi lại mật khẩu này kia, nó cũng viết rất là rõ phía sau này. Nó có một cái nút hard reset khá là nhỏ để ở đây nữa. Một cái nút hard reset ở đây, khi mà chúng ta quên mật khẩu hay là gì đó thì chúng ta có thể chọc vào cái nút reset này để nó đi về trạng thái mặc định là như lúc ban đầu, là nó sẽ về lại cái wifi gốc như thế này. SIM thì chúng ta sẽ sử dụng lắp ở đây và cái thiết bị này nó sử dụng SIM lớn luôn. Chúng ta có thể sử dụng những cái SIM macro hoặc nano để lắp ở đây cũng được. Mình đã test và nó nhận được trên gần như là tất cả mọi mạng tại thị trường Việt Nam. Đây là cái version quốc tế nên nó khá là dễ trong cái cách sử dụng. Trên cái nắp thì nó cũng viết cái tên cũng như cái mật khẩu ở đây luôn, để giúp chúng ta mà khi đậy pin lại mà không nhìn thấy được mật khẩu thì cũng có thể nhìn trên nắp cũng được. Giờ mình sẽ tiến hành lắp cái viên pin vào và khởi động nó lên. Rồi sau khi khởi động lên thì các bạn sẽ thấy là hai cái đèn tín hiệu của nó sẽ sáng lên như thế này. Thì màu xanh thì nó báo cho chúng ta biết là cái dung lượng pin của thiết bị nó đang đầy. Khi mà nó có màu đỏ tương tự như phím này thì dung lượng pin nó sẽ yếu dần hoặc là gì đó. Rồi bây giờ hiện tại là nó đã khởi động xong và mình chưa lắp SIM nên thành ra là cái cột sóng Wi-Fi này nó vẫn đang hiển thị là màu đỏ. Khi nào chúng ta có lắp SIM vào và có những cái gói cước này kia trong SIM á, thì cái thiết bị của chúng ta, cái phần biểu tượng cuộc sống này nó sẽ hiển thị qua màu xanh. Để sử dụng nhanh thì chúng ta vẫn truy cập cái wifi do cái thiết bị phát ra.
tương tự như những cái thiết bị khác của Huawei. Những thiết bị mới nhất của Huawei nó đều trang bị cái công nghệ Hailin. Thì chúng ta chỉ cần kết nối với cái Wi-Fi do chính cái thiết bị này phát ra, nhập cái mật khẩu Wi-Fi nó nằm ở trên cái nắp của thiết bị. Ở đây mình sẽ tiến hành nhập cái Wi-Fi này vào nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã tiến hành kết nối thành công với cái Wi-Fi do cái thiết bị bộ phát 5513CS này nó phát ra. Giờ nếu các bạn muốn tiến hành thay đổi hoặc là setup lại mật khẩu thì chúng ta chỉ cần mở cái ứng dụng Hailin này lên và chúng ta sẽ khai báo. Cái cách sử dụng thì nó cũng tương tự như những cái dòng mà mình đã từng review. Đó, nó đơn giản như vậy. Nó cũng có ghi chú rằng đây, khi mà vừa vào nó báo là chúng ta đã kết nối thành công với cái thiết bị là Huawei E5513CS322. Đó là một cách. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào cái địa chỉ IP trực tiếp của nó ở trên trình duyệt Google Chrome hoặc là Safari gì đó đối với hệ điều hành iOS. Thì cái cách thức thì chúng ta sẽ vào cái địa chỉ là 192.168.8.1. Thì đây, chúng ta sẽ vào cái địa chỉ IP này. Thì vào cái trang này chúng ta cũng có thể là thay đổi setup lại cái username cũng như là cái password. Khi mà vừa login vào cái trang này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta một cái username cũng như cái password để login. Thì ở cái phần này chúng ta sẽ nhập mật khẩu cũng như là cái tên đăng nhập là admin và admin luôn. Rồi, chọn login. Ok, đó là về cái phần sử dụng cái thiết bị Huawei 5513CS. Quay lại một chút về cái con 5513CS này thì đây là một trong những cái dòng bộ phát Wi-Fi 4G tầm trung. Nó nằm trong phân khúc giá tầm trung và nó hướng tới những người sử dụng phổ thông. Các bạn muốn tìm kiếm những cái bộ phát Wi-Fi 4G đơn giản sử dụng khoảng tầm 10 thiết bị hoặc là 12 thiết bị gì đó trở lại, có dung lượng pin sử dụng tương đối ổn từ 4 giờ tới 6 giờ sử dụng liên tục đó nha, thì 5513CS là một cái sự chọn lựa tuyệt vời. Mình nghĩ trong cái thời điểm hiện tại thì trên thị trường Việt Nam không có cái dòng nào mà có cái độ ổn định cũng như là có cái chất lượng trong phân khúc giá vượt mặt qua được cái con 5513CS này. Ok, video của mình đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.